Rangnick như tín cử hậu vệ lý tưởng cho Man United. Các cầu thủ của Man United có lẽ rất nhẹ nhõm khi Tariq Lamptey chỉ có tên trong danh sách dự bị của Brighton trước trận đấu đêm qua. Lamptey vào sân trong hiệp 2 và giúp Brighton lấy lại thế trận dù chỉ với 10 người. Lamptey là một tài năng xuất chúng và đã được liên kết với việc chuyển đến Old Trafford. Tờ Mail đưa tin vào tháng trước, hậu vệ này nằm trong danh sách mong muốn của Ralf Rangnick. Rangnick đã đề cập đến Lamptey sau trận đấu và thừa nhận hậu vệ cánh này là lý do tại sao ông phải thực hiện việc điều chỉnh chiến thuật và để Alex Telles dâng cao trong giai đoạn sau của trận đấu. Vị chiến lược gia người Đức lên tiếng, hành lang cánh phải với Lamptey thật nguy hiểm. Cậu ấy chơi gần giống một tiền đạo cánh phải trong 10-15 phút cuối trận. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định sử dụng Alex Telles để hỗ trợ Luke Shaw ở cánh đó. Vị trí hậu vệ phải của Man United vẫn chưa rõ ràng trong dài hạn. Diogo Dalot hiện là lựa chọn số 1 nhưng vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện. Báo cáo của The Mail tháng trước tuyên bố Rangnick đã xác định Lamptey là một bản hợp đồng tiềm năng và Brighton có thể sẽ đòi hỏi khoảng 40 triệu bảng cho hậu vệ này. Rangnick muốn hậu vệ cánh của Quỷ Đỏ chơi tấn công và đó là lý do tại sao ông ấy tỏ ra ưu tiên Diogo Dalot hơn là Aaron Wan-Bissaka. Và Lamptey hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu. Cựu ngôi sao Chelsea có tốc độ tuyệt vời, có khả năng tạt cánh ấn tượng. Lamptey đã tạo ra một cơ hội trước Man United trong 30 phút có mặt trên sân như những gì Dalot đã tạo ra trong 90 phút của Quỷ Đỏ. Cầu thủ người Anh này mới 21 tuổi, còn có nhiều thời gian để phát triển, hoàn thiện bản thân và là một trong những lựa chọn năng động mà Man United nên cân nhắc. Trận đấu với Brighton không phải là lần đầu tiên Telles chơi ở vị trí tiền vệ cánh và cũng có thể không phải là lần cuối cùng anh chơi ở vị trí này tại Man United. Ngôi sao người Brazil tỏ ra rất phù hợp với nó. Cựu cầu thủ Porto tạt bóng tốt, có khả năng đóng góp bàn thắng cho đội nhà và sự điều chỉnh chiến thuật của Rangnick cho thấy rằng anh luôn sẵn sàng thích nghi với vị trí này khi được yêu cầu. MU phải chịu án phạt vì quay trọng tài ở trận Brighton. Liên đoàn bóng đá Anh FA đã buộc tội MU có hành vi gây rối sau khi các cầu thủ có hành vi quay trọng tài Peter Banks ở trận gặp Brighton. Trong trận đấu với Brighton, các cầu thủ MU đã phản ứng dữ dội, vây quanh trọng tài Peter Banks sau khi ông rút thẻ vàng với Lewis Dunk vì pha phạm lỗi với Elanga. Sau đó khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định khi truất quyền thi đấu của trung vệ Brighton. Tuy nhiên, Bruno Fernandes cũng nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Vì hành động quay trọng tài, MU đang phải đối diện với ám phạt từ FA. Ngày hôm nay, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh đã buộc tội MU không đảm bảo cho trọng tài điều hành trận đấu một cách có trật tự. FA tuyên bố, MU đã vi phạm điều E20.1 trong luật của FA ở trận đấu với Brighton trong khuôn khổ Premier League. Họ không đảm bảo cách hành xử của các cầu thủ ở phút 53 để trọng tài điều hành trận đấu một cách có trật tự. Câu lạc bộ sẽ có thời hạn tới thứ hai để đưa ra phản hồi. Quyết định ban đầu của trọng tài Peter Banks là vì ông nghĩ Brighton vẫn còn Adam Webster bọc lót nên không thể tính là trăng đã ngăn cản bàn thắng rõ ràng của MU. Huấn luyện viên Graham Potter cũng cho rằng chính sự phản đối của các cầu thủ MU đã ảnh hưởng tới quyết định của trọng tài khi ông tham khảo VAR. Huấn luyện viên của Brighton chia sẻ, tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ MU, họ phải làm những gì tốt cho đội bóng. Nhưng rõ ràng bạn cần trọng tài và VAR để đưa ra quyết định một cách độc lập mà không chịu tác động gì. Đó rõ ràng là thẻ vàng khi Adam Webster vẫn có thể bộc lót. Tình huống đó không rõ ràng về khả năng Elanga có thể chạm bóng. Do đó tôi không hiểu vì sao VAR can thiệp.